Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh xin được giới thiệu với quý vị một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là ông Bổ Văn, từ Viện Giáo dục trở thành công dân Hoa Kỳ, một cái nơi chốn rất là quen thuộc tại San Diego của chúng ta. Trước hết, chào chú Bổ Văn. Xin chào Vân Anh, tôi tên Bổ Văn, trong cái Viện Giáo dục của trở thành công dân Hoa Kỳ. Xin cảm tạ cho quý vị. Vâng, trước hết thì xin chú Vũ Văn có thể cho quý vị khán giả được biết là Viện Giáo dục trở thành công dân Hoa Kỳ đã được thành lập từ bao nhiêu năm nay rồi thưa chú? Dạ, cái Viện Giáo dục này đã thành lập từ 1990, 27 năm. Wow, tại sao chúng ta lại gọi là Viện Giáo dục? Là Viện Giáo dục là mình cho huấn luyện cho những người nào hay cho những người được thi quốc tịch. Đứng cái địa vị là mình là thông điệp viên để giúp cho những người nào có ước mộng là sẽ trở thành công dân nhưng mà không có thể thi đậu được. Thì vì lý do đó, chương trình này nó sẽ kéo dài khoảng độ từ 2 tới 4 tháng. Và lớp học đó là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thưa chú? Phần đông kể như là tiếng dạy bằng tiếng Anh. Dạ. Nhưng mà khách hàng là trên 80% là người Việt Nam. Dạ vâng. Chú có thể cho biết là những cái trường hợp như thế nào thì được học bằng tiếng Việt và được thi quốc tịch bằng tiếng Việt thưa chú? Vâng. Nếu người nào mà tới đây đó, vị hôn nhân 3 năm hoặc là 5 năm với cái viện của bảo lãnh gia đình thì có thể thi bằng tiếng Anh văn. Nếu trường hợp nào mà quý vị trên 50 tuổi mà ở nước Mỹ 20 năm hoặc là 55 tuổi mà ở nước Mỹ 15 năm thì có đủ cái điều kiện để mà cho người Việt Nam thông dịch viên có mặt ngay cái chỗ ngày hôm vấn đáp. Dạ vâng. Dạ. Được biết là văn phòng tọa lạc tại Claremont phải không ạ? Mới dọn từ Linda Vista về Claremont 8888 Claremont Mesa Boulevard, cái phòng số Suite C. Và cái viện giáo dục đây được dẫn luyện thi nhập tịch bao gồm điền đơn xin thi quốc tịch là một. Hai là ghi danh cho lớp học 10 tuần tới 12 tuần. Làm đơn xin miễn lệ phí cho lợi tức thấp. Có người nào mà hưởng trợ cấp hoặc là lãnh tiền SSI, tiền già hay tiền bệnh hoặc thất nghiệp. Trên văn phòng sẽ đưa đi lăn tay và đi thi. Thông dịch viên cho những người trên 50 tuổi cư ngụ ở Mỹ trên 20 năm hoặc trên 50 tuổi cư ngụ trên nước Mỹ 15 năm. Những cái thành quả đã đạt được từ Viện Giáo dục trong suốt gần 30 năm qua, tức là tỷ lệ người thi đậu sau khi đã tham dự lớp học như thế nào thưa ông? Vâng. 100% hay bao nhiêu phần trăm? Trên có con số lượng đó là khoảng độ trên 2.400 người đã trở thành công dân Hoa Kỳ. 98% thi đậu. Wow. Còn 2% đó có nhiều cái lý do. Một là cái người đó có lý lịch không được tốt đẹp. Yeah. Hay bị phạm pháp những gọi là hình phạt. Yeah. Thưa chú Vũ Văn, từ lúc mà vị tổng thống thứ 45 của chúng ta, tức là tổng thống Donald Trump tuyên thệ cho đến nay là tháng 1 năm 2017 cho đến nay, thì cái tỷ lệ người ghi danh để thi quốc tịch so với những năm trước có tăng cao hay không và tăng cao như thế nào? Yeah, có thể nói là tăng cao lên 2 lần hoặc 3 lần. Ví dụ của mỗi năm trong 10 năm trước đó, cao nhất là 800 người, giỏi lắm là 1.000 thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ đó bây giờ đó là mỗi lần tuyên thệ như vậy là trên 1.800 tới 3.000 người. Wow. Nghĩa là hồi trước chỉ tuyên thệ cái lúc 8 giờ sáng, bây giờ chia ra làm 2 đợt, đợt 8 giờ sáng với 12 giờ 45. Mỗi đợt như vậy là 1.000 tới 1.500. Kể như là cái đó là cái tỷ lệ rất quá cao. Dạ vâng. Thành ra cái này là cái mà làm cho bệnh viện giáo dục rất bận rộn và rất hãnh diện để giúp cho đồng bào Việt Nam tại cư ngụ tại San Diego, và cũng có nhiều người ở tiểu bang khác hoặc là tỉnh khác dọn về San Diego vì lý do là mình chỉ có một duy nhất là cái viện giáo dục ở San Diego trong 50 tiểu bang, giúp từ A tới Z, kể như là mình bao chọn. Wow. Như vậy là có đó là cái thành quả của trên 25 năm tới 30 năm này. Wow, rất là hay. Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay, và chúng tôi giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là quen thuộc của ông Bổ Văn. Ông là người sáng lập Viện Giáo dục trở thành công dân Hoa Kỳ, một trung tâm chuyên môn hướng dẫn và giúp đỡ cho quý vị để quý vị có thể thi
trở thành công dân Hoa Kỳ suốt 27 năm vừa qua tại San Diego. Tôi, Bửu Văn, thay mặt cho Viện Giáo dục trở thành công dân Hoa Kỳ, xin cảm tạ quý vị đã coi trong cái chương trình của Việt Nam VNTV. Luôn có cơ hội này, xin cảm ơn Vân Anh cho tôi một cơ hội để trau dồi tất cả những cái gì sẽ xảy ra trong những về di trú hoặc là thi quốc tịch. Xin chân thành cảm tạ. Vâng, và thưa quý vị, một lần nữa Viện Giáo dục trở thành công dân Hoa Kỳ với ông Bù Vân giúp cho quý vị mọi dịch vụ từ A cho đến Z, tức là từ A đến Z để quý vị có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị đạt được giấc mộng trở thành công dân Hoa Kỳ. Xin thân ái chào tạm biệt. Xin cảm tạ.